Đến với kỳ họp lần này, cử tri tỉnh Nghệ An gửi gắm nhiều tâm tư kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục thông qua những quyết sách quan trọng để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước thích ứng với trạng thái bình thường mới. Là một cựu chiến binh và hiện đang làm bí thư chi bộ khối, ông Nguyễn Quốc Hội đánh giá rất cao tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã ban hành một số cơ chế chính sách kịp thời để giúp tháo gỡ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông cũng mong muốn tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ có thêm những quyết sách quan trọng để vừa ứng phó kịp thời với dịch COVID-19, vừa phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Chúng tôi mong muốn rằng Quốc hội sẽ ban hành một cái quyết sách để chính phủ triển khai thực hiện nhanh chóng, đưa mọi hoạt động của xã hội vào bình thường mới, có một biện pháp như thế nào đó để giải quyết cái lực lượng lao động tự do không có việc làm, công nhân mất việc làm. Một số cử tri cũng mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân và nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm phòng. Cái phòng chống COVID-19 vừa rồi chúng ta làm rất tốt, nhưng mà nguyện vọng của nhân dân để đảm bảo chúng ta phòng và chống dịch có hiệu quả, thì đề nghị cái tỷ lệ tiêm vaccine nó thật cao. Là một cán bộ hội nông dân ở miền núi, ông Thò Bá Tỉnh mong muốn Quốc hội tiếp tục có cơ chế chính sách kết nối vùng sản xuất với thị trường, để từ đó sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân, nhất là bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa có đầu ra ổn định. Cùng với đó, ông rất băn khoăn trăn trở về vấn đề tạo việc làm và chính sách an sinh xã hội cho lao động hồi hương tránh dịch. Tôi mong muốn gửi đến Quốc hội, một là tìm đầu ra, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm do người nông dân sản xuất ra. Thứ hai là ưu tiên tạo việc làm cho người nông dân, đặc biệt là đối với số lao động đi làm ăn xa trở về do đại dịch COVID-19. Là một cán bộ đoàn, anh Hồ Đức Việt cũng mong muốn tại kỳ họp lần này, Quốc hội tiếp tục quan tâm đến các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, xung kích. Thời gian tới, rất mong hội cũng như là có những cơ chế chính sách cho cán bộ đoàn để kích thích cho các bạn trẻ có điều kiện để phát triển, sáng tạo và xung kích nhiều hơn nữa. Với ông Trương Công Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông rất phấn khởi khi kỳ họp lần này sẽ xem xét một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Lần này chính phủ đã đề trình lên Quốc hội ban hành một cái quy định về những cơ chế đặc thù. Và đây được coi như là làm thí điểm cho cái cơ chế đặc thù của một cái địa phương. Thì tôi nghĩ rằng nếu như Quốc hội thông qua cái quy chế đặc thù này cho Nghệ An, thì đó chính là nó mở ra cho Nghệ An những cái điều kiện rất là lớn, rất quan trọng để Nghệ An có thể tạo được một số cái bứt phá. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Và tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thông qua nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng. Cùng với người dân cả nước, cử tri Nghệ An tin tưởng, kỳ vọng những quyết sách được thảo luận thông qua tại kỳ họp sẽ giúp đất nước ta vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa sớm phục hồi, phát triển kinh tế.